Quý vị đang quay trở lại với phần tin Á Châu Việt Nam. Vâng, kính thưa quý vị, nhân vật đối lập Cambodia, Kem Sokha bị kết án 27 năm quản thúc tại gia. Kem Sokha, nhân vật đối lập nổi tiếng của Cambodia, hôm thứ Sáu đã bị kết án 27 năm quản thúc tại gia, đồng thời bị cấm ra tranh cử hoặc bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sau khi bị tòa án địa phương kết tội phản quốc. W. Patrick Murphy, đại sứ Hoa Kỳ tại Cambodia, đã tham dự phiên điều trần ở Phnom Penh và nói rằng vụ án là một sự sai lầm của công lý, kêu gọi chính quyền cho phép tất cả người dân Cambodia được hưởng nhân quyền phổ quát là hội họp ôn hòa và tự do ngôn luận. Sau tuyên án, ông Kem Sokha ngay lập tức được đưa từ phòng xử án về nhà riêng, nơi ông sẽ bị quản thúc tại gia và bị cấm gặp bất cứ ai ngoại trừ các thành viên trong gia đình. Trước đó, vào năm 2017, ông Kem Sokha, lãnh đạo Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia, gọi tắt là CNRP, đã giải thể, bị bắt với cáo buộc phản quốc và cấu kết với Hoa Kỳ để lật đổ nhà độc tài Hun Sen, người đã cai trị Cambodia trong gần 4 thập kỷ. Ông Sokha phủ nhận các cáo buộc. Vào tháng 9 năm 2018, ông được thả sau một năm tạm giam chờ xét xử. Tại thời điểm đó, phát ngôn viên chính phủ Fay Siphan cho biết ông Kem Sokha được tại ngoại nhưng phải chịu sự quản thúc của tòa án. An Udom, luật sư của ông Kem Sokha, cho biết nhóm pháp lý của ông sẽ kháng án trong vòng một tháng kể từ khi bản án được tuyên bố. Và Philippines đã tìm cách ngăn tràn dầu từ một tàu chở dầu đã bị chìm. Giới chức môi trường và thảm họa ở Philippines hôm ngày 3 tháng 3 đã quýnh quán tìm cách ngăn dầu tràn từ một tàu dầu bị chìm vốn đã lan đến các thị trấn ven biển trên hòn đảo lớn ở miền Trung, và cũng như cảnh báo về những nguy cơ đối với hệ sinh thái biển nếu dầu bị tràn ra nhiều hơn. Tàu chở dầu MT Princess Empress vào hôm ngày 3 tháng 3 vẫn mất tích sau khi bị chìm ở trên đường tới tỉnh Olodo. Tàu chở theo khoảng 800.000 lít nhiên liệu công nghiệp. Trước đó, tàu dầu đã gặp sự cố động cơ do quá nóng và được thả trôi do biển động, theo lực lượng tuần duyên của nước này cho hay. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến cho nó bị chìm, nhưng tất cả 20 thành viên thủy thủ đoàn đã được giải cứu trước khi nó bị chìm. Ông Carlos Primo David, Thứ trưởng Môi trường đã cho biết, điều quan trọng là nhà chức trách sớm tìm thấy tàu dầu vì vẫn có thể còn nhiều dầu bên trong. Nếu chúng tôi có thể tìm thấy nó, điều đó sẽ có ích rất nhiều để ngăn tràn dầu, ông đã phát biểu trong một cuộc họp. Và nên nhớ rằng việc dọn dẹp sẽ khó khăn hơn nếu nhiều dầu loang đến các vùng ven biển. Bộ trưởng Môi trường Philippines Maria Antonia Chulo-Lojaca đã cho biết, cơ quan này đang tiến hành đánh giá nhanh chóng về môi trường sống ven biển và dưới biển, vốn có thể bị ảnh hưởng. Tòa nhà chọc trời ở Hồng Kông bị cháy. Một quan chức cứu hỏa cho biết vào hôm thứ Sáu, các cuộc điều tra đang được tiến hành một ngày sau khi hỏa hoạn bùng phát tại một tòa nhà chọc trời ở Hồng Kông, đã khiến cho khoảng 170 người phải di tản. Viên chức địa phương cho biết ngọn lửa bùng phát vào sáng sớm hôm thứ Sáu tại công trường thi công một tòa nhà cao tầng ở trung tâm quận Sim Sát Sủi. Khu vực buôn bán sầm uất và điểm đến thu hút khách du lịch bên bờ biển của thành phố Hồng Kông. Kung Sai Ming, phó giám đốc sở cứu hỏa của Hồng Kông, đã nói với các phóng viên rằng 250 lính cứu hỏa và nhân viên cứu nạn đã chiến đấu với ngọn lửa suốt đêm trước khi nó được dập tắt vào khoảng 8 giờ sáng theo giờ địa phương. Ông cho biết thêm, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Theo các nhân chứng của Reuters, một số tầng trên của tòa nhà đã chìm trong lửa và các mảnh vỡ bốc cháy rơi xuống, bao gồm cả giàn giáo bằng tre, đã gây ra những đám cháy nhỏ hơn ở các công trình lân cận. Theo trang web của tập đoàn Empire, tòa nhà là một dự án 42 tầng của tập đoàn để xây dựng câu lạc bộ Mariners của thành phố và một khách sạn. Tập đoàn Empire đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. Quay sang tin tức từ Việt Nam, công ty Việt Nam bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen vì vận chuyển dầu cho Iran.
và Hoa Kỳ hôm ngày 3 tháng 3 đã đưa một loạt các công ty vào danh sách đen bị trừng phạt vì tham gia vận chuyển hoặc bán các sản phẩm dầu mỏ hay sản phẩm hóa dầu của Iran, trong đó có một công ty Việt Nam và 8 tàu vận chuyển của công ty này. Trong thông cáo của Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính của Hoa Kỳ, có 20 tàu của 6 công ty bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách trừng phạt mới nhất. 8 tàu trong số này thuộc công ty cổ phần dầu khí và bất động sản Bông Sen Vàng, có trụ sở tại Hà Nội. 6 trong số các tàu thuộc về một công ty Trung Quốc và 6 tàu còn lại thuộc công ty quản lý Thụy Điển, mặc dù có vẻ như chúng có rất ít mối quan hệ với Thụy Điển. Những chỉ định này cũng nhấn mạnh những nỗ lực liên tục của chúng tôi nhằm thực hiện các biện pháp trừng phạt của chúng tôi đối với Iran. Chúng tôi sẽ không ngần ngại hành động chống lại những cố gắng phá vỡ các biện pháp trừng phạt của chúng tôi, Ngoại trưởng của Hoa Kỳ Antony Blinken đã nói trong một thông báo như thế. Theo đó, tất cả các tài sản và lợi ích trên tài sản của các thực thể trên tại Hoa Kỳ hoặc thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của người Hoa Kỳ đều bị phong tỏa và báo cáo cho Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài được viết tắt OFAC của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Tổng Giám đốc USAID thăm Việt Nam vào tuần tới. Lãnh đạo cao nhất của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID sẽ cùng du vào Việt Nam vào tuần tới với các hoạt động nhằm tăng cường sự hỗ trợ của Hoa Kỳ cho các lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường hợp tác ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tổng Giám đốc USAID Samantha Power sẽ tới thăm Việt Nam vào tuần tới nhằm củng cố quan hệ đối tác Việt Nam và Hoa Kỳ, được ghi dấu qua nhiều năm gắn kết và hợp tác sâu rộng. Dựa trên nền tảng cùng nhau khắc phục những vấn đề tồn tại sau chiến tranh, cơ quan này cho biết trong một thông cáo hôm ngày 1 tháng 3. Thông cáo cho biết, trong thời gian tại Việt Nam, bà Power sẽ gặp gỡ sinh viên, cộng đồng người khuyết tật, nông dân, các doanh nghiệp, tổ chức địa phương và các quan chức chính phủ để thảo luận về quan hệ hợp tác Hoa Kỳ và Việt Nam, về những ưu tiên chung, trong đó có ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường hợp tác ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đầu tư vào giáo dục đại học và tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bao trùm. Bà sẽ nêu bật hoạt động hợp tác ngày càng phát triển sâu rộng của USAID với Việt Nam, cũng như ủng hộ của Hoa Kỳ vì một Việt Nam độc lập, thịnh vượng, kiên cường và vững mạnh. USAID cũng cho biết, chuyến công du Việt Nam của Tổng Giám đốc Power diễn ra khi hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Và cũng như thường lệ, ngay sau một vài bảo trợ thương mại ngắn, sứ ngôn viên Linh Trịnh và Xuân Anh sẽ trở lại để tiếp tục gửi đến quý vị phần tin tử vi. Mong quý vị đón theo dõi đài truyền hình IBC để biết thêm chi tiết.